Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Shonen Action. Thì hôm nay tôi sẽ tiếp tục cuộc hành trình của Shonen đi giải cứu vào cái phòng tập thời gian. Ok, không phải phòng tập thời gian mà là cái dòng thời gian. Ok, bây giờ tôi sẽ xem nhiệm vụ là cái gì. Vẫn là đi vào đây à? Mà nhiệm vụ hết rồi à? Chỉ còn đi vào đây. Mình bay được rồi, mình bay được xịn vãi. Mình bay quả này là hình như là giết xong Cooler thì với cả Frieza là anh em có thể bay được. Anh em cố gắng nha. Còn ở trong cái dòng thời gian, cái chỗ phòng cái chỗ này thì không bay được. Elder Kai. Ok. Look for Trunk. Bem luôn đi, sợ đếch gì. Thì mình mong là các bạn sẽ ủng hộ cái series Dramon Xenoverse 2 này vì nó rất là hay, nó bám sát theo cốt truyện và có những cái mà ngoài cốt truyện nữa. Ok, thì mình có thể, mình thấy cái phần Frieza với Cooler thì các bạn có thể vẫn không ủng hộ cho lắm. Úi dồi ôi, đây là hai robot sát thủ đang bị Sên Bộ Hùng chuẩn bị nuốt. Úi vãi, mặt trời xuống núi anh em ơi. Đậu phộng. Úi dồi ôi, đậu phộng. Đậu thần chết rồi. Piccolo ngã sắp mặt lờ rồi. Rồi hút rồi. Úi dồi ôi, hút hai con luôn à? Thì mình tưởng hút một thôi. Úi thì chết rồi. Nó hút hai con thì đánh nào được. Úi dồi ôi. Chết tôi rồi. Mình tưởng nó hút một con đấy. Nó hút một con xong rồi Vegeta đến đánh nhau. Xong thì đéo là nó hút hai con rồi. Hay mình phải thay đổi lịch sử. Nó hút mẹ mình luôn. Rồi, tôi đang rất là ngạc nhiên. Ok, chúng ta sẽ thâm nhập vào cái dòng thời gian này để bem nhau với cả con Sên Bộ Hùng. Đây. Dạ, nghĩa là Piccolo sẽ đến tiêu diệt bọn Android. Sứ mạng 767. Đây, Piccolo, thanh niên Piccolo chúng ta. Android số 17. Android số 18 và Android số 16. Đây rồi. À, mình đã bỏ cái tóc rồi anh em nhé. Mình đã bỏ cái tóc để biến thành Super Saiyan thì nó không bị... che tóc thì anh em có thể thấy. Sư mụ cho. Anh sao rồi? Nhân. Nhờ bố láo ạ. Mày nhờ, đừng nhờ. Mày nhờ chơi tao. Úi sổ hay quá nhờ. Đấy gì cơ? Địch cô bằng 62. Ôi trời, bắn trượt rồi. À thật. Tao skin mẹ skin lao phủ à. Kinh mẹ cứt. Ôi trời, cái con này có đi em. Anh tụ lực tí. Rồi. Rồi bố mới cho ăn mày quả ăn final fast và mày chết. Đấy con. Final Flash. Ôi ôi, quả Final Flash tận kề. Dính quả ấy mẹ Sên Bộ Hùng cũng mất nửa người chứ mẹ đến con Super 17 này. Hê hê hê. Úi trời ơi. Ô thằng Cell ấy. Nó phát hiện rồi. Mắt đỏ ngầu luôn. Rồi lại bài bem nhau thằng này rồi. Piccolo. Anh ấy chỉ cần tụ lực thôi, để tôi tụ lực ạ. Được rồi, gần chết. Ui, nó số 18 luôn à. Nhân. Mình bị máu rồi nha. Cái gì cơ, cái gì. Tôi có lâu đi không? Cái nổ flash. Mày. Sao nó thoát yếu nhỉ? Ui, Aron số 17 vào cuộc luôn. Đừng chết em ơi. Đừng chết em ơi, để anh đánh. Thì tôi không ơi. Thì tôi đánh nó cho. Má, mấy thằng này. Thì tôi đấy thôi. 100, nhân 100 tức 3 Kamehameha. Thì mẹ rồi, ở đây trúng rồi, trúng một tí. Ok. Rồi, Super 16 sẽ đánh với Cell giống như trong câu chuyện. Ô, hai thằng kia đâu? Mỗi lần đánh này mình tự lại mệt đấy. Chết rồi con ơi. Chết rồi con ơi.
Chạy đâu? Big Bang Kamehameha. Kamehameha. Ôi, nó có kìa. Ôi dồi, chạy đâu em ấy? Gì đấy? Ôi ôi. Ôi chết tôi rồi. Ôi nó làm gì? Thôi ăn cướp rồi. Ôi dồi, nó trích phát mà đi tôi. Đau quá. À mẹ luôn. Bạn Hiền. Final Blast. Ê, bắn theo Hiền nhưng không gì nhờ, không gì nhờ. Ôi thì đó là mà gồng kia dưới nước luôn này. Được rồi. Đúng rồi. Còn mình đang Final Blast mà. Rồi ta sẽ kết thúc ngươi. Ngươi ra mặt đi. Ở đằng sau ngươi này đồ ngốc. Ôi thôi hẹn kết rồi. Ôi em ơi. Mẹ đánh nhau như thế mẹ. Đánh xong có xem bố hung rồi. Bố 17 với bố vẫn bị hút vào thì đéo nào. Khổ thân tôi. Đậu phộng đậu thần. Lạc trôi lạc giang. Thế đéo nào nó vẫn bị hút vào. Và tôi lại phải đánh với con Cell cấp 2 với sự trợ giúp của Vegeta và Trunks. Đây rồi, trở lại rồi. Khốn nạn vai cứt. Xin chào mừng anh trở lại. Anh đã làm rất tốt ở đó. Lịch sử đã thay đổi rồi. Chúng ta không thể nói rằng mọi người ở đấy rất là vui vẻ sau cuộc đó. Ok. Vậy là phải bem nhau tiếp à? Lại đi vào dòng thời gian tiếp à? Ở đâu xong rồi? Không xong rồi này. Không xong mẹ rồi. Đây cho tôi băng này, làm tiếp thôi. Đâu mà. Vẫn là level 25. Rồi sao anh em? Nó bắt mình đi ra khỏi cái tham bao trù. Đây rồi. Mình sẽ vào mình làm tiếp. Người đây rồi. Trunks đã tìm ra một số thay đổi ở cái cột cuộn. Sau khi Cell chuyển hóa thành cái dạng perfect thì hắn ta đã tiến hành kêu gọi mọi người đến cái đấu trường Cell Game. Nhưng mà đây là một điều kiện. Mira. Đây là một điều kiện để con bọn nó cảnh xấu những hành động ấy. Ok. Thế là Trunks với cả mình sẽ đánh nhau, đến đánh nhau với con Mira. Là như thế nào? Hay là lại phải đặt vào Cell Game để đánh nhau cùng? Úi dồi ôi, Son Goku kìa. Mira Warrior from the Demon Realm. Ôi nghĩa là thằng con Mira nó sẽ tham gia vào cái trận chiến này. Nó sẽ tham gia vào cái trận chiến mà nghĩa là nó kích động, kích thằng Cell lên khỏe hơn hay sao ấy. Rồi Son Goku. Ô mình cầm Son Goku à? Hay quá nhở. Đấy mày đang theo dõi đấy. Mẹ mày. Theo dõi à con chó. Ủa chim cái cu này. Big Bang Kamehameha. Em quay ra em bèm ơi. Đừng lên. Đừng rồi, bắn nó đi đấy. Đánh nó đi. Đấy, nhưng 100 big bang Kamehameha. Cái gì đấy? Có sao thằng Goku lại bảo tôi bỏ cuộc? Mày biết à? Nó sẽ giúp được Mira rồi. Rồi, chết rồi. Bố lão này, ôi cũng chết rồi. Thằng điên à, không chết. Thằng điên à.
Anh cướp rồi. Ô, ô sao mình đánh thắng rồi mình nó không có máu tiếp. Ủi mình bị xây sát vách cứt. Xin lỗi vì đã để đợi. Mọi thứ đã chuẩn sẵn sàng rồi. Cái kế hoạch của người là gì, Towa? Ta sẽ có niềm vui cho hôm nay. Ô, con này sexy đấy. Ô, đi đâu rồi? Ôi. Còn cái vụ sell thì Goku đã bỏ cuộc để cho Gohan lên đài rồi. Sao mình không được điều khiển Goku ta? Hạng Z luôn, lên level 21, 22 luôn. Hay quá nhở. Ô, lên level mỗi level 21 ạ. Nên mình đánh perfect chứ phải thưởng thêm một level ấy chứ. Rồi, bây giờ sẽ... Ôi, tao đang làm sao đấy? Cell no ki ga ikinari fukureyagatta. Toa no majutsu da na. Sức mạnh của Cell đang tăng không ngừng. Hình như đây là có sự tác động của Towa, mà cái phép thuật của Towa. Tôi xin lỗi nhưng mà đó là những tất cả những cái gì sự, đó là tất cả sự giúp đỡ mà tôi có thể giúp cậu. Cái nghĩa là cái bản thân tôi cũ vẫn ở đây. Nghĩa là cái thằng Cell, thằng Trunks ở trong tương lai ấy, nó vẫn ở đây. Còn đây là thằng Trunks ở trong dòng thời gian khác, nó xâm nhập vào cái dòng thời gian này để nó giúp giúp thay đổi lịch sử. Thì cái phiên bản Trunks tương lai nó đang vẫn ở đây. Thằng Cell đang dần dần nguy hiểm hơn trước. Và chúng ta đây là lần đầu tiên chúng ta thấy cái thủ thuật đó. Cậu phải cẩn thận đấy khi đánh với nó. Ok. Cái gì đấy? Bây giờ đánh với nó luôn à? Ui thì chết rồi. Mẹ. Ôi nó đẻ ra con kìa. Cười kinh đấy. Mẹ nó đẻ ra. Ui thôi. Thôi em ơi. Anh đi về em ơi. Đổi ý em ơi. Thôi cứ rồi. Awake Gohan. Unleash cho Hidden Bow. Nghĩa là tỉnh thức tỉnh đi Gohan. Hãy giải phóng sức mạnh tiềm ẩn trong con. Đi với 6 Cell Junior. Ăn nào được. Để mình cho một quả Big Bang Kamehameha nào chết ngay. Xin chúc mừng các bạn. Chúng độc đắc rồi. Bắn chưa nào. Không được đấy. Anh em mình tính để tôi giúp. Cái gì? Nhơn. Quá nhờ. Ô, Kamehameha không tới ạ. Ô, thằng Yamcha đi lại đâu? Được à? Bù lão rồi con chó. Đâu rồi? Đây rồi. Ôi, không chết à? Hai cái thằng tiên này. Nó đánh làm mất. Ôi, xuống cứu giam cha được không? 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 Thằng số 16 bị cái đầu số 16 bị thằng Cell dẫm nát là thằng Gohan điên này. Đấy, điên rồi. Rồi bây giờ sẽ Gohan sẽ đánh với ba thằng kia, còn mình sẽ đánh với ba thằng con. Cái gì cơ?
Thằng con này. Nhơn. Thằng cụ mày. Là tôi. Ôi dồi ôi, anh đi. Một thôi. Ôi dồi ôi, tôi ăn đến đéo được. Phải có Aguantin đang bùng phát sợ Sergeant. Ô người một con. Ôi dồi. Cũng làm hơi tay được. Mà sao có hồn khi để con này tôi đánh sẽ được. Final Flash. Mày. Một Final Flash chết mẹ một thằng rồi. Ơ hai đánh một à. Con này có lỗ. Cái gì cơ cái chó. Con chó. Nhơn bậc một đấy lên thiên cái này. Ô chưa kia bù lão. Ô phí mít rồi. Ô không đánh với xe à. Xe bô hùng kìa kỳ nó một tím với vãi ở cứt b nhanh lên vào 22 rồi. Ok rồi, đây là cái hố mà mẹ sell game sập con mẹ rồi. Đây là sức mạnh của Hoàng kì vãi. Ô vãi cứt. Ui luồng năng lượng đen. Ô cái gì đấy, cutscene à. Ui meta cooler. Ui xôi ôi ông ơi bị đeo lên đấy. Kagebushin à. Taju Kagebushin no Jutsu à. Ui power level 10 billion 10 tỷ á. Đỡ thấy đéo được. Ôi mày điên à. À có 3 thằng thôi. Từng mới tìm. Cái meta cooler. À mấy thằng này của bác mà. Đồng ý mất máu anh. Hê đang nghe bùi chị. Một thằng. Bình tĩnh bạn này. Bình tĩnh bạn này. Bình tĩnh bạn này. Bạn hiền. Này một. Một ba trưởng chết đấy. Chết đi. Ô. Tích cao cao này hạng 2. Ô không chết à. Bố lão rồi. Bố cũng nhìn bố mày. Meta Cooler đánh đưa vô an tin rồi. Ô đừng cái này. Để anh biết. Á vô an đã hạng được 1 thằng rồi. Tao sửa tính thắng một thằng một thôi. Cái này thật. Ui nó đạp mình. Cái gì cơ bạn yêu. Bạn yêu một thằng. Tiếp tục. À xem ạ. Xem ôm ạ. Xem bộ hôm này. Bố láo. Bố láo này. Cứ đấm này rồi này. Ôi đấm chết rồi. Ôi dồi ôi. Thật cá mình mẹ. Tất nhiên cả con luồng camera nghe bằng đấy. Đây này. Mình chết meta cooler chứ. Bạn hiền. Chết rồi. Đó meta cooler đi à. Bây giờ mình sẽ đấm nhau với xeo. Ôi cái gì đấy. Sao mình bay vào cái chỗ ý. Ok. À. Nghĩa là cái dòng thời gian này nó bị bọn Mira với cả Toa sai những cái bọn tay sai đến ấy. Thì mình phải tiêu diệt hết bọn tay sai. Còn cái lịch sử thì vẫn để Gohan tiêu diệt Semohung. Hình như là vậy. Vẫn để lịch sử diễn tiếp diễn như thế. Mình không có xếp thay đổi như kiểu mình đập phát chết luôn Cell là không ổn. Ôi trời ơi lại Meta Cooler. Ôi trời ơi 5 con. Ôi 6 con ạ. Ôi mình đi chơi á. Ôi anh ơi em chỉ đôi. Cái gì? Cái gì cơ? 10 con cơ. Một cháu. Đấy, tất cả. Đúng rồi, đấy là Super Vegeta. Đây. Đây. Nghe một kinh nghiệm. Một cháu. Đó, tiếp theo, đối thủ tiếp theo. Hai cháu. Đấm Dragon Fist là chết rồi. Super Watch Fist. Đâu rồi. Cháu tiếp theo.
bùng lão á. Nhờ một cháu tiếp theo. Ôi trời, chết tiệt rồi. Mày được nào, bọn mày gà mà đánh tí à, chết hết mày ngu người. Ta ôi anh em trai em xin chữ ký, chữ ký mày mọi người. Ok cao mày, nghĩa là bọn này chỉ cần một combo trước mặt này, một combo giết máu lên nhanh, một combo 15 hit chết luôn. Cái này nhiều quá ngu người. Chưa bay không được kia. Ui, bay đủ các góc kinh vậy. Này, có nghĩa ui ơi. Anh ơi à. Ngu người. Mình có lợi. Bích vũ bang Kamehameha chết tụi chúng đi. Rồi, hệ một phát Bích bang Kamehameha xử lý 3 thằng luôn. Quá hay. Hay quá nhỉ. Yeah, say oh yeah. Rồi nơi này có anh. Ui, lại đánh tiếp. Vừa đánh xong. Nữa. Mười hai thằng, cái chuyện mười hai thằng đứng nào? Mười lão. Tại sao tự nhiên chuyển mười hai thằng? Mười người đánh xong mười thằng à? Chúng ta tiếp nhận nào? Các thằng này đi. Không được, không được, không được. Một trăm băng tám mươi hai mấy ạ? Mười lão là sáu, hai cháu, ba cháu đi rồi. Tôi một trường chết hết hai cháu. Ồ, thằng kia đứng nhìn kìa. Sao nhiều thế? Các con. Rồi, một cháu đi rồi. Ồ, mình điều khiển được cũng qua Kamehameha này. Phải. Được rồi. Có lợn này. Metacooler, bọn này chỉ cần là máy thôi anh em ạ. Bọn này không phải là thằng cooler thật. Thằng cooler thật là mình ăn hàng ngay. Anh xin lỗi em. Em không phải là cooler thật. Thế chỉ là đồ phát thuật. Fake thôi, hiểu không? Ba này bây giờ mình cho một trưởng này chức vụ rồi. Ô, cái gì đấy? Đùa hả? Cắm trợ cụ. Nó không đến kìa. Không đến với bãi kích. Cái gì vậy má? Không đứng lên được này. Bù lão. Con lợn này. Hay quá. Rồi chết rồi. Phát nổ rồi. Con này là người máy sao ấy. Rồi. Hay quá. Tôi đang đã tung một kỳ và nổ luôn cái cánh cổng địa ngục rồi. cậu có thể quay trở lại và xem những mọi người, xem tình hình mọi người như thế nào không? Ok, quay lại thôi, không đánh nữa, mệt quá. Ôi hạng A. Ok, lên level 23 rồi. Này, xong chưa? Ôi, lại đi đến dòng thời gian nữa. Father to Son, The Last Kamehameha. Đi chiếc xe, ok, nhanh thôi. Con xe nhanh thôi, đơn giản mà. Đơn giản, đang rồi ủ đánh hay quá, bố đến đấy. Bố đến đấy. Rồi, ông Hoa đã nhớ được thằng xe vào cái luồng Kamehameha của mình. Mày, gì? Cảm ơn dòng máu Saiyan, nghĩa là Goku đã cảm ơn dòng máu Saiyan của người
Cô giận mà ta đã từ hồi phục thì ta có thể khỏe hơn á. Chó này con chó lợn quá này, cứu em quá dễ quá, cứu em, tao là Gretschama đấy. Nhường mình là Gretschama rồi, đi vào cái nào trượt đây. Chạy đến quá. Nhường bù láo đó. Con chó này mình lịch sử là Gohan đánh mà, xong bây giờ mình phải đánh hết này. Trời ơi anh em ơi, cái đá bị đá như chó này. Cái gì cơ? Gohan ơi, anh ở đâu? Gohan ơi, để mình đánh đấy. Mình cho quán phát là âm dương sát thủ của Vì Di Tỏ. Final Flash. Thằng sau lưng này cũng bụi. Bù láo lãnh đạo à? Bù láo lãnh đạo. Final Flash tiếp. Final Flash. Bù láo lãnh đạo. Ngồi vào không khí đi con. Chạy gần đi bắn quả. Địch của bà cá mê ha mê ha. Đấy chết được gì? Chết 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 à? Chết chết đơn giản thôi. Ôi dồi ôi. Chịu cụ chúng ta đi. Đó quá. Đấy bắn này rất thích. Ok finish rồi. Xong chưa? Ui danh S. Kinh quá. Danh Z. Danh S là cáo nhất không sao. Ui dồi quá. Đọ trường rồi. Ui dồi. Không sao, thằng Su cú xuống bây giờ đấy. Rồi. Ui đây là cảnh mẹ bố con kết hợp Kamehameha để bắn nhau với cả thằng Cell. Rất là không thể nào. Làm sao mà ta có thể đấy. Rất là một cảnh rất là hùng vĩ. Ui mệt quá rồi. Đến trạng thái ấy thường rồi, đã rồi. Ok, bây giờ đánh tiếp à? Nó đã làm được. Đúng rồi. Đúng rồi, nó đã làm được. Bố mày làm mà. Cái thằng chọc này chỉ dính ôm đít nó. Rồi, bây giờ tôi đã trở về cái dòng cái Campacho. Ok, chào mừng trở lại. Anh đây. Đẹp trai đây. Ok. Vậy là chúng ta đã hoàn thành được nhiệm vụ là đánh Sen Bọ Hung với sự xuất hiện của Kagebushin. Bao nhiêu nhỉ? Tầm 30 con Cooler. Kuru Hau Danger. Thì chục con Cooler thì rất là khó để đánh bại mà tôi cho một trưởng là chết mẹ rồi. Ok. Thì tập này đến đây là kết thúc. Để ủng hộ mình làm tiếp cái series về Dragon Super. À quên, Dragon Ball Xenoverse 2 này thì các bạn đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ mình. Ngoài ra thì đừng quên ghé qua channel Shonen Action. À quên, Game Action để ghé để xem những cái video mới nhất về game. Ok, xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau. Tại hai cái channel này giống nhau quá nên tôi hơi nhầm thì ok, anh em thông cảm tôi. Thì già mẹ này mà thỉnh thoảng hít lá đu đủ nữa. Ok, bye bye anh em. Và cũng đừng quên ghé qua cái trang donate ủng hộ tôi .com/Shonen Action. Ok anh em, thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các anh em vào cái channel thứ hai của tôi, gia đình thứ hai, đó là Game Action. Thì anh em nào vừa xem bim cái series bim bim thì có thể nếu mà hơi bị nhàm chán một chút thì có thể ghé qua cái channel Game Action, ủng hộ tôi một subscribe và một like nữa, và có thể share nếu mà anh em thích. Game Action. Đây, biểu tượng của chúng ta là con khỉ Winston ở trong Overwatch. Nó đang ăn chuối. Thì đây, Game Action Channel Subscribe 3123. Bấm vào. Thì đây sẽ là gia đình thứ hai của chúng ta. Đi theo từ, đợi tôi không ơi. Đây,
Đấy, mình đi rồi, mình đi rồi. Far Cry tập 1. Và đây là một video mình mới up lên. Đấy là nhà huấn luyện thú tài 3 cùng chơi Pokemon đại chiến. Thì đây, đây là tất cả tất tần tật về channel game action.